ngày 25 tháng 12, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức lễ đóng điện trạm biến áp bản ngoại xã Triển Cọ, thành phố Sơn La. Tới dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2021, toàn tỉnh còn 4.729 hộ chưa được sử dụng điện và chưa có trong các dự án cấp điện. Riêng địa bàn thành phố Sơn La qua giả soát còn 1.493 trên 34.525 hộ gia đình thuộc 62 tổ bản tiểu khu tại 9 xã phường trên địa bàn vẫn đang sử dụng điện lưới chưa an toàn, cần được đầu tư nâng cấp. Công trình cấp điện thành phố Sơn La thuộc tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La. Công trình gồm hai gói thầu, gói thầu cấp điện phường Triềng Sinh, Quyết Thắng, xã Hua La và gói thầu cấp điện phường Triềng Cơi, phường Triềng An, xã Triềng Cọ, Triềng Đen, Triềng Ngần, Triềng Sôm. Đây là gói thầu đầu tiên được triển khai thực hiện trong cả tỉnh, có quy mô 22,261 km đường dây trung áp, 25 trạm biến áp, 59,750 km đường dây hạ áp, cấp điện an toàn cho 1.493 hộ trên địa bàn 9 xã phường của thành phố với tổng vốn đầu tư trên 63,6 tỷ đồng. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ tỉnh tới xã, công ty địa lực Sơn La và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân bản ngoại, sự cố gắng nỗ lực của nhà thầu, sau hơn 2 tháng thi công, công trình cấp điện an toàn tại bản ngoại đã hoàn thành. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Công nhấn mạnh, việc hoàn thành cấp điện các hộ dân bản ngoại sẽ tạo động lực cho bản ngoại nói riêng, thành phố nói chung trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho các hộ dân trong bản, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn, đề nghị các sở ngành phối hợp với các huyện thành phố tiếp tục ra soát kỹ số hộ chưa được sử dụng điện, số hộ đang sử dụng điện chưa an toàn trên địa bàn các huyện thành phố, xây dựng kế hoạch lồng ghép nguồn vốn, các chương trình dự án, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư cấp điện, nâng cấp điện an toàn cho các hộ dân giai đoạn 2022-2025, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đạt 99% số hộ trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện an toàn như nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 đã đề ra. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 15 xuất quà cho gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Triển Cọ.